Trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nếu các chị đại Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Phương được khen ngợi vì sự lột xác qua từng đêm công diễn, thì Lệ Quyên lại khiến netizen nhớ tới những drama không hồi kết cùng những lần hơn thua với Antifan. Là chương trình thực tế đầu tiên quy tụ được dàn sao nữ đình đám đa lĩnh vực từ âm nhạc cho tới phim ảnh, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng trở thành chủ đề hot nhất trong thời gian phát sóng. Nhiều chị đẹp tham gia chương trình đã lấy lại hào quang nổi tiếng, nhưng cũng có những người khiến cho công chúng mất thiện cảm. Chương trình càng đi đến hồi kết, đội hình debut của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng càng khiến cho dân tình tò mò. Nhắc tới các chị đại, Mỹ Linh luôn được ví là diva, có vị thế và có sức ảnh hưởng đặc biệt trong âm nhạc. Thế nhưng, hình ảnh một Mỹ Linh hài hước, chân thành, gần gũi chưa bao giờ được chia sẻ rầm rộ tới thế kể từ khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Chị Đẹp. Tham gia chương trình, sau mỗi số phát sóng, Mỹ Linh đều có bài viết riêng về một đàn em trên trang cá nhân với tất cả sự yêu mến, trân trọng và cổ vũ. Không khơi gợi mâu thuẫn tranh cãi, Mỹ Linh hướng tới những giá trị đoàn kết, cổ vũ và luôn đặt mình ở vị trí khiêm nhường để dành lời khen ngợi cho nghệ sĩ trẻ. Trên tất cả, Mỹ Linh được yêu mến bởi nữ ca sĩ tham gia show diễn không màu mè, không có chiến lược hình ảnh, không tranh giành spotlight, sự chú ý. Nữ ca sĩ luôn thể hiện sự thật thà, chân thành, hài hước, tự biếm về cân nặng hay khả năng vũ đạo còn hạn chế của bản thân. Còn diva Hồng Nhung và Đoan Trang thì tận tâm, nhiệt tình và tận hưởng khi tham gia cuộc chơi. Trong khi đó, Thu Phương mang dáng vẻ của đội trưởng bản lĩnh, mạnh mẽ, không hề xến sầm, bị cũ khi thử thách ca khúc nhạc trẻ. Khác với các chị đại khác, thay vì khiến người xem nhớ đến những sân khấu, những lần biến hóa ở Chị Đẹp, Lệ Quyên để lại nhiều ấn tượng không mấy tốt đẹp vì lùm xùm phía sau hậu trường. Nhiều khán giả nhận xét giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng là người ít đột phá nhất, không để lại dấu ấn cá nhân từ việc lên ý tưởng cho tới trình diễn nhóm. Nữ ca sĩ nhiều lần đăng đàn lên mạng xã hội chuyện bị một chị đẹp chơi xấu sau lưng. Nghi vấn về mâu thuẫn với Lệ Quyên được khán giả cho là trang pháp nhưng không bên nào lên tiếng xác nhận. Không ít lần, Lệ Quyên cãi tay đôi với cư dân mạng, phản bác chuyện cô được chương trình ưu ái. Nữ ca sĩ không ngại dành thời gian đáp trả gay gắt từng bình luận của khán giả. Cô gọi anti-fan với đủ lời lẽ cay nghiệt như vong, hồn, cắn càn. Nếu hầu hết nghệ sĩ, nhất là thế hệ 7X, 8X đều hướng tới việc giữ hình ảnh, buông bỏ những mâu thuẫn, cãi vã, Lệ Quyên lại cho thấy sự ngược lại. Nữ ca sĩ bất chấp và cố chấp với từng anti-fan. Chính vì điều này, lực lượng anti-fan ngày càng được nhân lên. Sân khấu được bàn tán nhiều nhất của Lệ Quyên phải nhắc tới anh, phần thi đối kháng với Hà Kino và Uyên Linh. Giọng hát của Lệ Quyên tốt, kỹ thuật là điều không phải bàn cãi, nhưng để tạo sức viral khiến cho khán giả bàn tán thì nữ ca sĩ đã không vượt mặt được sân khấu anh do Uyên Linh thể hiện. Chung kết 2 show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hứa hẹn sẽ có những màn cạnh tranh thú vị. Một số tài khoản cho biết có nguồn tin Lệ Quyên là một trong 7 chị đẹp có mặt trong thành đoàn nhưng không giành quán quân. Trước đó, Lệ Quyên cho biết việc hiếm hoi tham gia show thực tế với tư cách thí sinh, cô chơi công bằng, xanh chín với ekip và đồng đội, nữ ca sĩ không áp lực thắng thua và giữ tâm thế bung xõa hết mình. Việc thực hiện vũ đạo, đọc rap, những khía cạnh ngoài sở trường ca hát khiến cho Lệ Quyên gặp khó khăn. Cô chia sẻ việc bị chấn thương khi luyện tập.